Chào mừng các bạn đến với công ty kiến trúc Gen House. Tiếp tục chương trình giới thiệu các mẫu nhà đẹp ngày hôm nay, công ty Gen House sẽ đưa các bạn đi tham quan một cái mẫu nhà với diện tích chiều mặt tiền là 6m và chiều sâu là 14m. Mời các bạn cùng vào tham quan mẫu nhà này. Một cái mẫu nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc hiện đại, công năng sử dụng là hợp lý và không quá cầu kỳ nhưng mà lại tạo được những cái điểm nhấn nhất định cho ngôi nhà. Mời các bạn cùng vào tham quan mẫu nhà này cùng với mình. Các bạn xem kênh thấy hay và video hữu ích thì đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ cho kênh. Thả nó nào mà tới nó coi nữa là làm được. Ba. Phòng khách này rộng bác nhỉ? Làm đơn giản là đừng có làm phong cách nhà quê. Đúng rồi. Quê làm nó cầu kỳ đúng không? Mà không đẹp. Bắt chỉ chở dối mắt đâu. Ba. Và cửa kính nhìn thấy cái cây hoa đơn kia quá đẹp bác nhỉ, trông được chậu hoa đúng không? Quá đẹp. Ôi, mới mùa đó, nó xấu lắm bây giờ. À. Bây giờ nó mới lên nó ra bông. Bông nó như là mâm xôi ấy nhỉ. Tính vào 240 chậu ấy. À. Bác ở miền Bắc này bác có thấy thích hơn miền Nam không? Không. Hả? Khác. Dạ. Trước mình ở đây cũng ở quê nhưng mà và dạ. Năm bao nhiêu tuổi thì bác đi miền Nam bác? Hai mấy á là nó xa quê rồi nhưng mà cả nhà định cư vào trong đó là 81 là vào 40 năm chứ bác? Là vào có mình. À, và gia đình mình là 91. Và vâng, tức là hộ khẩu vẫn trong Sài Gòn hả bác? Đúng rồi. Đó, tầng trên nó không đi nha. À. Trên ghế đã thay cảnh từng có cầu kỳ và thân dối mắt. Vâng.
khu vực phòng ăn với nhà vệ sinh là làm tách biệt. À, phòng ăn nhà vệ sinh làm tách biệt và chỉ lập tôn xốp thôi. Đây bên này là nhà vệ sinh này. Đây, phòng ăn này. À, nhà vệ sinh với phòng ăn là làm rời ra. Vâng. Trên lầu 2. Đây. Không gian phòng cũng như ở tầng 1. Đây, có cái hiên treo ở bên cạnh này. Những cái ô kính này như khung tranh rất là đẹp. Đây cái hiên treo này. Phòng này khép kín luôn, vệ sinh ở bên trong. Rất là nhiều ô thoáng, hút gió. Đây, nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh tầng 2 tương đối là rộng. À, nhà vệ sinh tầng 2 ạ. Khép kín trong một phòng luôn. Rất là nhiều ô thoáng, cửa thoáng để lấy gió. Đây, lên trên tầng 3. Ra chủ đồ thêm một phòng nữa. Đây là trước này là cái sân chơi này. Đó, một cái sân chơi rất là rộng. Đây. Một phòng nữa trên tầng 3. Cũng giống như là tầng 2. Cũng vệ sinh khép kín. Rất là rộng. Ô cầu thang chiếu nghỉ. Cầu thang hoàn toàn bằng kính hết, làm theo hiện đại.